Vâng, Lệnh Auto xin kính chào toàn thể quý vị anh chị bạn nhé. Chào mừng mọi người đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em trong video clip ngày hôm nay. Hôm nay thì em tiếp tục lên sóng giới thiệu cho quý vị anh chị bạn xem một cái mẫu xe mới cập bến tại cửa hàng. Đấy. Đó là một chiếc xe Hyundai Grand i10 được sản xuất 2016 quý vị nhé. Đấy, một chiếc xe lên full đồ cho mọi người rồi, về hoàn toàn sẵn đi. Với động cơ máy của nó là 1.0. Đấy, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn quý vị nhé. Màu trắng ngọc trai, đấy, biển Hải Phòng, tên tư nhân. Một chiếc xe hoàn toàn sẵn đi. Đấy, hoàn toàn sẵn đi quý vị nhé. Với giá tiền dưới 200 triệu đồng một chiếc xe i10 lên full đồ như này thì các bác anh chị bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng. Đấy, tầm tiền tài chính dưới 200. Đấy. Thì các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe này, alo trực tiếp cho em Lệnh Auto ô tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé, để sở hữu ngay cái mẫu xe i10 đời 2016 này nhé. Đây, xin mời chị bạn cùng em vào phần nội thất của xe này. Đấy, con này thì được chủ xe độ trước hết nào. La răng này. Đấy, được trang bị bộ la răng đúc nhé quý vị nhé. Đấy, la răng đúc này, dàn lốp mới này. Đấy, lốp dép dàn lốp mới này. Đây mọi người xem này. Đấy. Đây nhá. Con này thì lốp sau hết rồi mọi người, hai lốp trước mới chứ hai lốp sau hết rồi. Đấy. Đây vào phần nội thất mọi người ạ. Nội thất rất là ok này. Đấy, nội thất con này thì nó trang bị bộ ghế da đen. Đấy, nhìn rất là sang trọng lịch sự. Đây. Có trang bị màn hình xịn sò nhé mọi người nhé. Chân đỉ nguyên bản này. Đó. Xe thì nói chung là một chiếc xe trước kia nó là một chiếc xe có chạy qua dịch vụ taxi. Quý vị chú ý nhé. Đấy, là một chiếc xe dịch vụ taxi và máy móc thì cũng đã đến cái thời kỳ làm rồi, máy móc làm rồi. Đấy, có xe thì nói chung là có sao thì em sẽ tả chuẩn vậy cho mọi người. Đó. Đây. Với cái dòng xe i10 thì cửa hàng em mới về khá là nhiều. Mới về khá là nhiều, tầm khoảng 5-6 con thì có rất là nhiều sự lựa chọn cho quý vị anh chị bạn tham khảo. Con này giá thì rất là rẻ nhá. Quý vị muốn chốt được cái mẫu xe này với giá tốt nhất thì alo trực tiếp cho em Lệnh Auto ô tô. Đấy. Giá cực kỳ mềm cho mọi người. Hơn 100 triệu thôi. Hyundai i10 đời 2016. Đây, quý vị anh chị bạn có thể xem phần cốp của nó nhé. Gầm bệ cốp này. Rất ok này. Đấy. Để mà nói cái dòng xe i10 này thì là một trong những cái mẫu xe khá là lành và bền. Đấy. Độ bền của nó khá là cao mọi người ạ. Đấy, độ bền khá là cao mọi người nhé. Đấy. Tiết kiệm nhiên liệu. Trong cây nó ăn xăng đâu đó tầm khoảng 5 lít trên 100 cây thôi. Đấy. Tất cả phần cột kéo sắt xi của xe là nguyên bản. Đấy, cột kéo sắt xi của nguyên bản. Các bác không phải lo vấn đề mà xe có đâm xô tai nạn gì không. Còn va quẹt thì nói chung là xe dịch vụ taxi thì không tránh được vấn đề mà va chạm. Va quẹt, đấy, em cũng nói luôn. Đấy. Còn là vấn đề mà đâm xô tai nạn nặng là hoàn toàn không có quý vị nhé. Đây, đấy, keo chỉ. Đó. Đây là bên phụ này. Đăng kiểm con này thì dài nhá, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2025 hết đăng kiểm. Đấy, con này mới đăng kiểm xong. Xi nhan trên gương đầy đủ hết. Đó. Đây em sẽ nổ máy cho mọi người xem cái phần máy móc của nó nhé. Đây, dòng xe này thì máy của nó khá là lành quý vị chị bạn. Máy móc khá là lành luôn. Đấy, hệ thống keo chỉ các kiểu là cột kéo sắt xi của nó là nguyên bản này. Đấy, màn hình đầy đủ này. Đấy, mọi chức năng của xe hoạt động rất ok luôn. Điều hòa mát quý vị nhé. Điều hòa mát, nóng lạnh đầy đủ nhé. Đó. Đây là phần khoang máy của xe. Em sẽ quay phần máy cho mọi người xem nhé. Vâng ạ, và đây là phần tổng quan khoang động cơ máy của mẫu xe i10 đời 2016 quý vị nhé. Đấy, máy móc thì nói chung là dòng này thì máy của nó thì khá là ổn định, rất là lành và bền. Đấy, con này được trang bị động cơ 1.0 3 máy thôi, nhưng mà máy của nó thì nói chung là nó cũng sẽ có cái độ yếu hơn dòng 1.2. Đấy, thì về phần máy móc thì quý vị có thể xem phần máy của nó này, nghe tiếng máy nhé, máy nổ khá là êm nhé. Đó, máy nổ khá là êm mọi người ạ. Đấy. Đời 2016
Đấy, giá thì nói chung là loanh quanh tầm khoảng trên 100 thôi. Thì các bạn mình muốn chốt cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em lại Ngát Ô Tô nhé. Đó. Máy rất tiết kiệm nhiên liệu. Cái dòng này thì nó ăn xăng tầm khoảng 5 lít, hơn 5 lít trên 100 cây. Đời 2010, sản xuất năm 2016 nhé. Đấy, giá khá là hợp lý luôn quý vị cho bạn ạ. Keo chỉ nó đây. Đấy. Mấy ngày hôm nay cửa hàng về khá là nhiều những cái mẫu xe mà giá rẻ. Như em mới về một chiếc xe Spark này. Đấy, em mới về một chiếc xe Spark này. Thì các bác có thể mua xe tập lái thì con này đời 2009 nhé. Giá loanh quanh tầm khoảng trên 60 thôi. Đấy, sang tên thoải mái luôn. Đấy, một chiếc xe che nắng che mưa tầm khoảng trên 60 triệu. Chevrolet Spark động cơ 0.8 đời 2009 nhé. Đấy. Thì các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe nào alo trực tiếp cho em lại Ngát Ô Tô qua số điện thoại 0866 010 016 anh chị bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái mẫu lần sau ạ.